Chương 5 Giám ngục Akaban Ông chủ quán Tom đánh thức Harry dậy vào sáng hôm sau, đem cho nó một tách trà và chào nó bằng nụ cười súng răng thường lệ. Harry mặc quần áo xong, đang dụ dỗ con Hedwig, còn dùng dằn hỗn chịu chưa vô lòng, thì Ron xông vào phòng nó, vừa đi vừa trồng áo len qua đầu, trông dáng vẻ cấu kỉnh hết sức. Ron nói, tụi mình càng lâu lên tàu lửa sớm được chừng nào càng tốt chừng ấy, Ít nhất là ở Hogwarts mình còn có thể né được anh Percy. Bồ có tưởng tượng nổi không, bây giờ ảnh đang kể tụi mình tới một làm nhiễu nước trà lên tấm hình của chị Penelope, bồ của ảnh. Ron nhăn mặt làm điều bộ, nói tiếp. Chị giấu cái mặt ra khỏi khung hình rồi vì cái mũi của chị đã bị ố vết trà. Mình có chuyện muốn nói với bồ. Nhưng Harry vừa mới bắt đầu thì bị George và Fred cắt ngang. Hai người này xông vô phòng để chúc mừng Ron vừa mới thêm một lần nữa chọc Percy giận điên lên. Cả bọn kéo xuống phòng ăn dùng điểm tâm. Ở đó ông Wesley đã ngồi sẵn và đang đọc tờ nhật báo tiên tri. Hai chân mày châu đầu lại tạo thành một cái rảnh ở giữa. Bà Wesley thì đang kể cho Harmony và Ginny nghe về món tình dược mà bà đã bào chế hồi còn là một cô gái trẻ. Cả ba cùng cười khúc khích với nhau. Khi ngồi vào bàn rồi, Ron hỏi Harry. Hồi nãy bồ định nói gì? Lúc đó Percy cũng vừa sọc vào phòng ăn nên Harry nói nhỏ, để lát nữa. Trong cơn hỗn loạn lúc khởi hành, Harry cũng chẳng có cơ hội nào để nói với Harmony và Ron điều gì. Mọi người đều bận rộn khuân vác những cái rương khổng lồ của mình xuống cầu thang hẹp té của quán cái biệt lũng, rồi chất đống chúng ở gần cửa. Trên đống hành lý đó là hai con cú Hedwig và Hermes, con cú mèo của Percy, qua vệ đậu trên hai cái nóc lồng Ngoài ra, cạnh đống rương còn có một cái rổ mây phun nước miếng om sòm. Harmony rù rì với cái rổ. Chịu khó một chút nha, Roxanne. Khi nào lên tàu rồi chị sẽ thả cưng ra. Ron la lên. Đâu có được, còn con Swappers của mình thì sao hả? Ron chỉ vô túi áo trên ngực mình, chỗ đó bị độn lên một cục, chứng tỏ có con Swappers đang cuộn tròn ngủ bên trong. Ông Weasley đứng bên ngoài cửa quán đợi xe của bộ pháp thuật. Ông thò đầu vào kêu. Xe tới rồi đi thôi Harry ơi! Ông Wesley hộ tống Harry băng qua cái lề đường hẹp, tiến về phía hai chiếc xe hơi màu xanh lá cây thẩm, kiểu sư rít rơ. Mỗi chiếc có một ông tài xế trồng hết sức hình sự, mặc áo nhung ngọc bích cầm lái. Ông Wesley liếc mắt nhìn xuống rồi nhìn lên con đường đông đúc người qua lại bảo, cháu vô xe đi Harry. Harry chui vô băng ghế sau của một chiếc xe hơi, theo sau là Harmony, Ron và một người mà Ron chán ghét hết chỗ nói là Percy. Hành trình từ quán cá giặt lũng đến nhà ga ngã tư vua nếu so với hành trình trên chuyến xe đò hiệp sĩ thì quả là không có sự cố gì đáng nói. Xe hơi của bộ pháp thuật trông có vẻ gần giống xe hơi thường, mặc dù Harry để ý thấy chiếc xe này có thể lướt qua những kẻ hở mà những chiếc xe mới của công ty dựng Vernon không đời nào làm được. Cả bọn đến nhà ga ngã tư vua trước giờ tàu chạy 20 phút để kịp chuẩn bị hai ông phù thủy tài xế của bộ pháp thuật đi kiếm cho bọn trẻ mấy cái xe đẩy tay, dỡ hành lý của tụi nó xuống, sau đó giơ tay chạm vào nó để chào ông Wesley rồi lái xe đi. Xong chẳng biết bằng cách nào mà hai chiếc xe đã nhảy lên tuốt được lên đầu hàng của dòng xe đang nối đuôi nhau chờ đèn xanh đèn đỏ. Ông Wesley dẫn kẻ sát Harry suốt đoạn đường vô trong nhà ga. Tới nơi, ông đảo mắt nhìn khắp chung quanh rồi nói Được rồi, bây giờ chúng ta vô sân ga từng cặp một bởi vì chúng ta quá đông, tôi với Harry sẽ biêu trước. Ông Weasley rảo bước về phía hàng rào trắng ở giữa sân ga số 9 và sân ga số 10, tay đẩy phụ chiếc xe hành lý của Harry. Ông khoái ra mặt khi thấy chuyến tàu liên thành phố 125 năm lúc đó vừa tiến vào sân ga số 9. Trao đổi với Harry một cái nhìn đầy ý nghĩa, ông Weasley thả nhiên dựa vào cái hàng rào trắng. Harry cũng bắt chước ông. Chỉ một tích tắc sau, cả hai xuyên qua tấm trắng kim loại ấy, ngã lăn quay xuống một bên lề đường của sân ga số 9 3 4. Cả hai ngước nhìn lên, thấy chiếc tàu tốc hành Hogwarts, cái đầu máy màu đỏ tía của nó đang phì phò nhả khói trên một sân ga đông nghẹt các ông bà phù thủy, đang tiễn đưa con mình đến trường. Percy và Ginny thình linh xuất hiện đằng sau Harry. Cả hai thở hổn hển, có lẽ gì đã chạy xuyên qua cái hàng rào trắng. Nhưng Percy vuốt tóc lấy lại phong độ ngon lành và mặt lại ửng hồng. a à, Penelope kìa! Ginny bắt gặp ánh mắt của Harry và cả hai đều quay mặt đi để giấu tiếng cười khi thấy Percy lật đật sải bước tiến đến bên cô gái có mái tóc xoăn dài. Cô ta chắc chắn không thể nào không nhìn thấy cái quy hiệu mới toanh sáng choang trên ngực áo Percy vì anh bước đi với bộ ngực ưỡn ra trước một cách hoài phong lẫm liệt. Khi tất cả các thành viên còn lại trong gia đình Weasley cùng với Harmony đều đã tề tụ đông đủ, Ông Wesley và Harry dẫn đầu phái đoàn này đi về phía cuối đoàn tàu, ngang qua những toa đã đông nghẹt, tìm một toa trông có vẻ còn trống. Mọi người bèn chuyển hành lý lên tàu, nhét cái lồng con Hedwig và cái rổ con Crookshanks vô ngăn đựng hành lý, rồi quay ra cửa tạm biệt ông bà Wesley. Bà Wesley hôn tạm biệt các con, hôn cả Hermione và cuối cùng là Harry. Bà ôm hôn Harry khiến nó bối rối nhưng cảm thấy thật sung sướng vô cùng về phần được thêm một cái ôm. Khi bà Weasley đứng thẳng lên, hai mắt bà sáng khác thường, bà nói Con phải cẩn thận, nghe không Harry? Rồi bà mở cái túi sách tay khổng lồ của bà, vừa lấy ra cả một kho thực phẩm vừa nói Má đã chuẩn bị bánh mì kẹp thịt cho tất cả các con nè, đây là phần của con, Ron Không, đó không phải là thịt bò muối, Fred à, của Fred đâu rồi? Phần của con đây cưng, Ông Wesley nói nhỏ Harry, cháu lại đây với bác một chút Ông hất đầu về phía một cây cột to Harry đi theo ông Tách khỏi đám đông đang dây quanh bà Wesley Bằng một giọng căng thẳng Ông Wesley nói Có một điều mà bác muốn nói với cháu Trước khi cháu đi Harry nói Không sao đâu, bác cứ yên tâm, cháu biết rồi Cháu biết rồi, làm sao cháu biết hả Thì cháu nghe bác và bác gái Nói chuyện hồi tối hôm qua Cháu tình cờ nghe mà thôi nó vừa nói thêm, cháu xin lỗi. Ông Wesley có vẻ lo lắng. Chà, bác không định để cháu tự khám phá ra bằng cách đó đâu. Dạ không sao thiệt mà, cháu thấy vậy thì tốt hơn. Như vậy thì bác không thích hứa với ông Fudge mà cháu vẫn biết được chuyện gì đang xảy ra. Harry, chắc là cháu đã quản sợ lắm phải không? Dạ không. Giọng Harry rất thành thật. Nó nói thêm khi thấy ông Wesley tỏ vẻ không tin chút nào hết. Quả thật cháu không có ý làm bộ anh hùng Nhưng cháu nói nghiêm túc Sirius Black thì đâu có đáng sợ bằng Voldemort Phải không bác Ông Weasley hơi quận khi nghe đến cái tên Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Nhưng cố lơ đi Harry yeah, à Bác biết cháu Thì cháu bẩm sinh là kẻ mạnh mẽ hơn là ông Fudge Tưởng rất nhiều Và hiển nhiên là bác rất hài lòng Là cháu không hề sợ hãi Nhưng Bà Weasley đang lùa hết đám con lên tàu bà gọi anh Arthur, anh đang làm gì đó anh Arthur Sắp tới giờ tàu chạy rồi Ông Wesley đáp lời vợ Harry đến ngay đây Molly à Bằng một giọng nhỏ hơn Và gấp gáp hơn Ông Wesley tiếp tục nói với Harry Cháu nghe là bác nói đây Bác xin cháu hứa với bác một lời Harry tiếp luôn với vẻ ảm đạm Là cháu sẽ ngoan ngoãn Ở trong tòa lâu đài phải không bác Cương mặt ông Wesley tỏ ra nghiêm trang theo cái cách mà Harry chưa từng thấy bao giờ. Không hẳn như vậy, Harry à. Cháu hãy hứa với bác là cháu sẽ không đi kiếm Sirius Black nhé. Harry sửng sốt. Cái gì? Một tiếng còi vang to. Những người gác sân ga đi dọc theo đoàn tàu đóng tất cả các cửa toa lại. Ông Weasley càng nói gấp hơn. Hứa với bác đi Harry, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Harry nói tỉnh queo. Well, tại sao cháu lại phải đi kiếm cái kẻ lâm le chừng giết cháu kia chứ? Cháu hãy thèm với bác là bất kể cháu nghe được điều gì, bà Wesley thét lên, anh Arthur nhanh lên. Hơi nước đã cuộn lên sùng sục trong đầu máy, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, Harry học tốc chạy tới cửa toa. Ron bật mở cửa ra rồi lùi lại cho Harry leo vào. Bọn trẻ chôn qua cửa sổ vẫy tay cho ông bà Wesley vẫn còn đứng trong sân ga, trông theo cho đến khi đoàn tàu mất hút ở khúc quanh. Khi đoàn tàu tăng tốc, Harry thì thầm với Ron và Harmony. Mình cần nói chuyện riêng với hai bạn. Ron bèn bảo Ginny, đi chỗ khác chơi đi Ginny Ginny hờn dỗi bỏ đi Nói chuyện sao dễ thương vậy Harry, Ron và Harmony khuân hành lý đi xuống dọc hành lang Tìm một toa trống Nhưng toa nào toa nấy đều để nhóc người Ngoài trừ toa tận cùng của đoàn tàu lửa Toa này chỉ có một hành khách đang ngồi ngủ gật bên cửa sổ Harry, Ron và Harmony cùng xem xét cẩn thận cửa nẻo Tàu tốc hành Hogwarts thường thường chỉ dành riêng cho học sinh Tụi nó chưa từng gặp một người lớn nào trên tàu ngoại trừ một phù thủy đẩy xe bán dạo thức ăn. Vì hành khách xa lạ mặc một bộ đồ phù thủy cực kỳ thảm hại, te tua như sơ mướp, giá díu nhiều chỗ. Trong ông ta có vẻ bệnh hoạn và kiệt sức. Mặc dù ngó nét mặt hãy còn trẻ, nhưng mái tóc nâu nhạt của ông đã lốm đốm bạc. Khi tụi nó đóng cửa lại, chọn băng ghế xa cửa sổ nhất để ngồi xuống, rồn thì thào. Mấy bồ biết ổng là ai không? Harmony thì thầm đáp ngay, giáo sư a J. Lupin. Làm sao bộ biết, Harmony chỉ lên ngăn để hành lý phía trên đầu vị hành khách đáp ngay. Có ghi trên gia của ông ấy kìa. Harry và Ron ngước nhìn lên và thấy một cái gia bị ràng rịch bằng những sợi dây lòi tói đầu gút thắt. Cái nhãn bị tróc mang hàng chữ giáo sư a J. Lupin được dán ở một góc. Ron nhìn gương mặt nghiêng nghiêng xanh xao của giáo sư Lupin hỏi một cách tiêu nghiễu. Không biết ổng dạy cái gì Harmony vẫn thì thầm Chuyện đó rõ ràng quá rồi Ở trường Hogwarts chỉ còn mỗi một môn thiếu giáo viên thôi Môn phòng chống nghệ thuật hắc ám Harry, Ron và Harmony đã từng học với hai giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám Cả hai ông đều không tồn tại quá một niên học Thiên hạ đồn đại rằng môn học đó có huồng suối quẩy Ron tỏ ra nghi ngờ Ờ, mình hy vọng ổng dạy nổi môn đó Ngó bộ gió ổng thì chỉ cần một lá bù mê là đủ tàn đời rồi, đúng không? Ờ mà... Nó sực nhớ ra, quay lại hỏi Harry. Nãy bồ định nói gì với tụi này vậy? Harry thuộc lại hết cuộc cãi giả cho ông và bà Wesley cùng những lời mà ông Wesley biểu khuyên bảo nó. Khi Harry nói xong, Ron có vẻ như vừa bị sát đánh, còn Hermione thì chặn cả hai tay lên cái miệng há hốc của mình. Cuối cùng cô bé cũng hạ được hai bàn tay xuống để nói. Sirius Black vượt ngục để tìm bồ thanh toán hả? Ôi Harry ơi, bồ phải hết sức, hết sức, hết sức cẩn thận mới được. Đừng có đâm đầu vô rắc rối nghe Harry. Harry khẳng khái nói, Mình không hề đâm đầu vô rắc rối, chính là rắc rối cứ nhà mình mà đâm vô. Ron run run nói, Harry phải là đứa ngu cực kỳ mới đâm đầu đi kiếm cái thằng điên lầm lè giết mình. Xem ra Hermione và Ron tiếp nhận thông tin ấy bi quan hơn Harry tưởng cả Hermione và Ron đều có vẻ sợ Sirius Black hơn Harry rất nhiều. Ron nói một cách khổ sở: "Không ai biết Black làm cách nào mà phá được cục Akaban để đầu tẩu. Trước đây chưa từng có ai làm được chuyện đó." Mà hắn là một tên tù được canh phòng cực kỳ cẩn mật, chứ có phải chơi đâu. Hermione sốt sắng nói: "Nhưng mà người ta sẽ lại bắt được hắn đúng không? Ý mình nói là người ta cũng đã cảnh báo cho tất cả dân Mớcô coi chừng hắn." Bỗng Ron đột ngột hỏi: "Tiếng gì vậy?" đâu đó vang lên một âm thanh nghe như tiếng quýt sáo khe khẽ ba đứa nhỏ cùng nhìn quanh toa tàu nó phát ra từ cái rương của bò đó harry ron đứng dậy và với lên ngăn để hành lý một lát sau nó lấy ra từ giữa hai lớp áo chùm của harry một cái ống kính mắt lẹo bỏ túi cái kính hình bông dụ bằng thủy tinh ấy đang xoay tích mù trong lòng bàn tay ron phát sáng rực rỡ Harmony có vẻ thích thú lắm, cô bé đứng lên để nhìn cho rõ, có phải là cái ống kính mắt lẹo bỏ túi không? Ron đáp, ừ, bộ đừng để ý, chỉ là một món đồ rất rẻ tiền thôi mà. Nó cũng quay tích thò lò như vậy khi mình buộc nó vô chân Aaron để gửi cho Harry. Harmony hỏi với giọng ranh mạnh sắc sảo. Bộ lúc đó bộ đang làm chuyện gì bất chính hả? Đâu có. Ờ, chẳng qua là mình thực ra không được phép dùng Aaron. Mấy bộ biết đó nó đâu có đủ sức để đưa thư đường dài. Nhưng mình còn biết làm cách nào khác để gửi qua cho Harry. Cái ống kính mắt lẹo bỏ túi phát ra tiếng quýt chó dữ dội. Harry khuyên, nhét nó vô rương đi, không thôi nó đánh thức ông ấy dậy. Harry hất đầu về phía giáo sư Lupin. Ron nhét cái ống kính mắt lẹo bỏ túi vô giữa hai chiếc vớ cũ cực kỳ đáng kinh tởm của dựng Vernon. Nhờ đó mà tiếng rít rống liệm đi. Ron đóng nắp rương lại, rồi ngồi xuống băng ghế, nói Tụi mình sẽ đem nó vô làng hogsmeade để kiểm tra lại, Mấy thứ dụng cụ pháp thuật như cái đó người ta bán nhiều lắm ở Davis và Benji's. Anh Fred và anh Short nói với mình như vậy. Harmony hỏi tới một cách háo hức. Bồ có biết nhiều về Hogsmeade không? Mình có đọc thấy nói đó là nơi duy nhất ở nước Anh toàn phù thủy cư trú. Rồi nói ngay không giấu giếm. Đúng, mình cũng biết vậy. Nhưng đó không phải là lý do là mình muốn đi tới đó đâu. Mình chỉ muốn đến đó để được vô công tước mật. Là cái gì? Một vẻ mơ màng hiện ra trên mặt Ron Nó nói là một tiệm kẹo Ở đó họ có đủ mọi thứ Nào là tiểu yêu ớt Nó làm cho bồ xịt khói miệng luôn Rồi nào là banh súc cù là béo đầy mứt dâu và kem đặc Những cây viết lông ngỗng bằng đường tuyệt ngon Mà bồ có thể ngồi mút nó ở trong lớp Mà vẫn có vẻ như đang cắn viết suy nghĩ về bài luận văn sắp viết ấy Harmony cứ háo hức hỏi tới nhưng Hogsmeade là một nơi rất rất là thú vị đúng không? Trong cuốn Những di tích lịch sử phù thủy có nói các quán trọ là căn cứ địa của cuộc yêu tinh nổi dậy năm 1612 và lều hét được coi là tòa nhà bị ma ám nhiều nhất nước Anh. Và những trái banh kem đá bào khổng lồ mà bồ múc vô thì bồ sẽ lân lân bay lên khỏi mặt đất cả nửa tấc Rõ ràng là Ron vẫn mơ màng trong tiệm công thức mật chứ không nghe Harmony nói gì cả. Harmony bàn nhìn Harry được ra khỏi trường đi thám hiểm một tí trong làng Hotsmith cũng thú vị ha. Harry nặng nề đáp, mong là như vậy. Chừng nào các bạn đi về nhớ kể cho mình nghe các bạn phát hiện được gì nha. Ron ngạc nhiên. Bộ nói vậy là nghĩ làm sao? Mình không được phép đi, vì gia dựng Vernon không chịu ký giấy phép cho mình, và ông Fudge cũng không chịu ký nốt. Ron có vẻ kinh hoàng về chuyện này. Bộ không được phép đi vô làng Hotsmith hả? Nhưng không lẽ nào giáo sư McGonagall hay ai đó sẽ cho phép bộ? Harry cười khang. Giáo sư McGonagall, giáo viên chủ nhiệm của nhà Gryffindor, ai cũng biết bà là người nổi tiếng vô cùng nghiêm khắc. Hay là tụi mình nhà anh Fred và anh George, hai ảnh biết mọi đường ngang ngõ tắt ra vô lâu đài? Harmony nghiêm trang, Ron, mình nghĩ là Harry không nên lén lút trốn khỏi lâu đài trong khi Sirius Black vẫn còn ngoài dòng pháp luật. Harry nói với vẻ đầy cây đắng, Ừ, mình biết thể nào giáo sư McGonagall cũng sẽ nói y như vậy khi mình xin phép. Ron hăng hái nói với Harmony. Nhưng nếu tụi mình cùng đi với Harry thì Black sẽ không dám. Ôi Ron ơi, đừng có nói chuyện ngu dữ vậy. Harmony cắt ngang lời Ron. Black đã dám giết cả đống người giữa đường phố đông đúc giữa ban ngày ban mặt. Chẳng lẽ bồ tưởng hắn sẽ không dám tấn công Harry chỉ vì có hai đứa mình ở bên cạnh sao? Cô bé vừa nói vừa tay máy mở cái nắp đẩy cái rổ của con mèo Cruxhan. Ron la lên, đừng thả cái con đó ra. Nhưng đã trễ quá rồi, con mèo Cruxhan nhẹ nhàng nhảy phóc ra khỏi cái rổ, dưng dài dặn dẹo thân hình, ngáp, rồi nhảy phóc lên đầu gối Ron. Cái cục cồm cộm trong túi áo Ron rung lên như cây sấy. Ron tống con mèo ra, đi chỗ khác. Harmony giận dữ kêu, Ron đừng má. Ron toàn cãi lại Harmony thì lúc đó giáo sư Lupin trở mình ba đứa nhỏ chăm chú quan sát ông ta một cách cảnh giác, nhưng ông chỉ đơn giản trở đầu qua phía khác, miệng hơi hé ra và ngủ tiếp. tàu tốc hành Hogwarts dẫn trực chỉ hướng bắc mà chạy. cảnh trí bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một hoang dã thêm và trở nên âm u hơn khi những đám mây trên cao mỗi lúc một dày. bọn trẻ đang rượt đuổi nhau, chạy tới, chạy lui bên ngoài cửa toa của Harry, Ron và Hermione. Crookshanks bây giờ đã yên vị trên một băng ghế trống. Bộ mặt tẹt bẹt của nó hứng về Ron Đôi con mắt vàng khẹt của nó cứ lom lom dòm cái túi áo của Ron Vào khoảng một giờ thì một bà phù thủy béo múc míp Đẩy chiếc xe đồ ăn đến cửa toa của ba đứa Ron hất đầu về phía giáo sư Lupin lúng túng hỏi Mấy bồ thấy của nên đánh thức ổng dậy không? Coi bộ ổng cũng cần ăn á Harmony thận trọng bước lại gần giáo sư Lupin Cô bé tàn hắn Ờ, thưa giáo sư, xin lỗi giáo sư, ông ta không thèm nhúc nhích bà phù thủy thấy vậy bèn nói đừng lo cưng nếu thức dậy mà ông ấy thấy đói ổng có thể tìm được tôi ở toa đầu chỗ người lái tàu bà đưa cho harry một đống bánh quay vạt khi bà bán đồ ăn đi ra và khép cửa lại ron nhìn chăm chằm ông giáo sư lupin nói nhỏ mình chắc ổng chỉ ngủ thôi tức là ổng chưa chết đâu ha Harmony cầm cái bánh harry đưa thì thào không không đâu ông ấy còn thở mà Kể ra giáo sư Lupin không phải là người đồng hành thú vị cho lắm, nhưng sự có mặt của ông trong toa tàu này cũng có công dụng tốt. Vào xế chiều, trời bắt đầu mưa, làm mờ mịt hết những đồi núi chập chùng bên ngoài cửa sổ tàu lửa. Lúc đó bỗng nhiên ba đứa nhỏ nghe có tiếng bước chân đến bên ngoài cửa toa tàu của chúng. Và rồi xuất hiện những người mà chúng ít mong gặp nhất trong số tất cả thầy trò ở trường Hogwarts đó là Draco Malfoy và sát hai bên sườn nó là hai thằng bạn núi khố Crabbe và Goy. Ngay trong hành trình đầu tiên của tuổi nhỏ trên tàu tốc hành Hogwarts, Malfoy và Harry đã trở thành kẻ thù. Giờ đây, tên học trò mặt nhọn, tái nhợt và khinh khỉnh này đã là tầm thủ của đội Whitditch, nhà Slytherin, cũng giống như Harry là tầm thủ của đội Whitditch, nhà Gryffindor. Còn hai thằng Crabbe và Goy hình như sinh ra đời chỉ để tuân lệnh Malfoy Cả hai thằng đều to con lớn xác Tuy Grabber có cao hơn một chút Cổ núng nín Tóc cắt bèn bẹt như ướp quả dừa khô Goi thì tóc ngắn lởm chậm Dựng đứng trên đầu Lại thêm đôi cánh tay dài thon Như tay đời ươi Kéo cánh cửa toa ra Manfoy cất lên cái giọng lè nhè quẻ quải thường ngày của nó Ủa lại đây coi ai nè Harry cái bô Với lại Ron mặt trồn Grabber và Goi hinh hít cười phụ quả Manfoy Tao nghe nói rốt cuộc ba mày cũng nhớ được tiếp vàng hồi mùa hè vừa rồi hả Weasley? Má mày có mừng đứng tim mà chết giấc không? Ron đứng phát dậy, nhanh đến nỗi nó hất văng cái rổ của con Crookshanks xuống sàn tàu. Ngay lúc đó giáo sư Lupin ngáy một tiếng to. Manfoy tự động lùi một bước khi nhìn thấy giáo sư Lupin. Ai vậy? Harry lúc đó cũng đã đứng thẳng lên để có gì thì giữ Ron lại. Nó nói, thầy mới, mày mới nói gì hả Manfoy? Đôi mắt xanh xám của Manfoy nheo lại, nó không ngu đến nỗi kiếm chuyện đánh nhau ngay trước mũi của thầy giáo. Nó bực bội lầu bầu với hai thằng bạn. Đi thôi, và tụi nó biến mất. Harry và Ron ngồi xuống, Ron xoa bóp mấy khớp ngón tay, nó tức giận nói. Năm học này mình nhất định sẽ không chịu đựng thằng Manfoy nữa. Mình làm cho mà coi, nó mà còn xỉa xói gia đình mình một lần nữa, mình sẽ ghe đầu nó ra rồi. Ron giơ tay làm một động tác hung dữ trong không trung. Harmony chỉ vào giáo sư Lupin rít lên nhỏ nhỏ Ron nói năng cẩn thận Nhưng giáo sư Lupin vẫn ngủ say như chết Trời mưa càng lúc càng to Đoàn xe lao về phương Bắc Trong màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ giờ đây Chỉ còn là những cái khung trống trơn Mà xám xịt lung linh làn nước mưa Rồi dần dần tối sẫm Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý Đâu đâu cũng thắp lồng đèn Đoàn tàu lắc lư mưa trút rào rào Gió gầm rú Mà giáo sư Lupin vẫn ngủ tỉnh bơ Ron chồm tới trước để dòm qua các cửa sổ bây giờ đã hoàn toàn đen thui phía sau da giáo sư Lupin. Nó nói, chắc là tụi mình gần tới nơi rồi. Nó nói chưa dứt lời thì đoàn tàu bỗng dưng hãm tốc độ. Hay quá! Ron reo lên, nó đứng dậy cẩn thận đi ngang qua giáo sư Lupin để tìm cách nhìn ra ngoài cửa sổ. Mình đang đói chết đi được, chỉ muốn nhầm vô ăn tiệc ngay thôi. Harmony xem đồng hồ nói, giờ này thì chưa thể tới nơi được. Vậy tại sao đoàn tàu ngừng chạy, đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm. Harry là đứa ngồi gần cửa nhất đứng dậy để nhìn ra hành lang. Chọc suốt các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò. Đoàn tàu tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại và khắp các toa vang lên tiếng ạch đuổi của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Rồi chẳng báo trước gì hết tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phục mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm giọng nói của ron vang lên đằng sau harry chuyện gì xảy ra vậy ui da yeah. harmony kêu thức thanh ron ơi bồ dẫm lên chân tôi rồi harry lần mò trở về chỗ ngồi ron hỏi bồ có nghĩ là tàu bị hư không ai mà biết một tiếng càng két chói tai vang lên Harry nhìn thấy lờ mờ hình thù của Ron đang cố chùi một mảng cửa kính cho trong để thử nhìn ra ngoài. Rồi nói, có cái gì đó đang di động bên ngoài, mình nghĩ có lẽ người ta đang lên tàu. Cửa toa tàu của tụi nó bỗng xịt mở và ai đó ngã dúi dụi lên chân Harry. Ôi, xin lỗi, bạn có biết chuyện gì đang xảy ra không? Ui da, yeah, xin lỗi nha. Neville hả? Harry sờ soạn trong bóng tối, nắm được tấm áo choàng của Neville, kéo nó dậy. Neville mừng rỡ. Harry đó hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? mình chẳng biết gì cả, ngồi xuống đi. Neville ngồi xuống, nhẹ ngay đầu con Crookshank, con mèo ré lên đau đớn, giọng của Harmony vang lên. Để mình đi hỏi bác lái tàu xem có chuyện gì. Harry chỉ cảm thấy Harmony đi ngang qua nó, cánh cửa toa tàu lại mở ra, rồi nó nghe in một cái như hai vật chạm mạnh nhau và hai tiếng kêu đau cùng thốt ra. Ai đó, ai đó, Ginny hả? Chị Harmony phải không? Em đang làm gì vậy? em đi kiếm anh Ron, vô đây ngồi xuống đi. Harry vội kêu lên, ế không phải chỗ này tôi đang ngồi đây. Neville cũng la, ui da. Bỗng một giọng khàn khàn vang lên, im lặng. Cuối cùng thì giáo sư Lupin cũng bị đánh thức. Harry nghe tiếng ông cử động trong một góc, không đứa nhóc nào dám hó hé gì cả. Bỗng vang lên một tiếng tách nhỏ, rồi ánh sáng lung linh chan hòa khắp toa. Giáo sư Lupin xuất hiện với một nắm lửa trong tay ngọn lửa chiếu sáng gương mặt xám huyết mệt mỏi của ông. Nhưng đôi mắt ông thì long lanh đầy cảnh giác và thận trọng. Cũng bằng cái giọng khàn khàn như lúc nãy, giáo sư Lupin ra lệnh, ai ở đâu thì ở yên đó. Ông chậm rãi đứng lên, cánh tay giơ ra trước, bàn tay cầm lửa soi đường, nhưng cửa toa lại mở ra trước khi giáo sư Lupin đi tới cửa. Ánh sáng lung linh từ ngọn lửa trong tay giáo sư Lupin soi tỏ một hình thù trùm áo khoác cao lừng lửng gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu. Ánh mắt của Harry trượt xuống phía dưới và cái nó nhìn thấy làm cho bao tử nó quặn lên. Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhảy xám xịt nhợn nhợn, ghẻ lỡ và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sinh bàn tay chỉ lộ dạng trong tích tắc con vật nấp dưới tấm áo khoác dường như cảm nhận được cái nhìn trừng trừng của harry bàn tay chợt thụt vô trong nếp áo choàng màu đen và cái khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu không rõ đó là cái gì chỉ biết nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung chứ không chỉ hít không khí mà thôi một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt trong toa tàu harry cảm thấy hơi thở nó không sao thoát ra được khỏi lồng ngực luồng khí lạnh thấm buốt da luôn sâu vào buồng phổi của harry thấu tận tim mắt harry như lộn ngược vô trong đầu không còn có thể nhìn thấy gì nữa nó đang chìm đắm trong cơn lạnh chết người bên tai như có tiếng nước chảy xiết nó có cảm giác mình bị nhấn chìm xuống dưới nước càng lúc càng xuống sâu tiếng gầm gào càng lúc càng lớn hơn. Và rồi nó nghe tiếng kêu gào vẳng lại từ xa xa, những tiếng kêu gào gian sinh cực kỳ thảm khốc kinh hoàng. Nó muốn ra tay giúp đỡ kẻ khốn cùng nào đó, cho dù kẻ đó là ai. Nó giơ tay ra, nhưng nó hoàn toàn bất lực. Một màn sương khói trắng mịt đang xoáy chung quanh nó, ngay bên trong người nó. Harry, Harry ơi, bộ có sao không? Ai đó giảm vô mặt Harry. Cái gì? Harry mở mắt ra, đen lông đã sáng trở lại phía trên đầu và sàn tàu đang rung chuyển. Tàu tốc hành Hogwarts lại khởi hành và ánh sáng đã lại tràn ngập khắp các toa. Harry thấy hình như mình đã tuột từ trên ghế ngồi xuống sàn tàu. Ron và Hermione đang quỳ bên cạnh. Và phía trên đầu hai đứa bạn, Harry có thể nhận ra gương mặt của Neville và giáo sư Lupin đang chăm chú nhìn nó. Harry cảm thấy yếu lắm. Khi đưa tay đẩy gọng kiến cho ngay ngắn lại trên số mũi, nó cảm thấy mồ hôi lạnh đã tuôn đầm đìa trên mặt. Ron và Harmony cùng đỡ Harry ngồi lên băng ghế. Ron lo lắng hỏi, bố có sao không? Harry nhìn thật nhanh ra cửa nói, không sao. Chuyện gì mới xảy ra vậy? Cái, cái đó đâu rồi? Ai mới gào thét thê thảm vậy? Ron tỏ ra lo lắng trầm trọng hơn nữa. Có ai gào thét gì đâu? Harry nhìn quanh toa tàu sáng choang. Ginny và Neville cùng nhìn lại nó. Cả hai đều tái mét nhưng mà tôi có nghe tiếng gào thét. Một tiếng rắc vang lên rõ to khiến cho mấy đứa nhỏ cùng nhảy dựng lên. Ấy là giáo sư Lupin vừa bẻ một thanh sô-cô-la vĩ đại thành nhiều miếng nhỏ. Ông đưa cho Harry một miếng đặc biệt to. Đây, ăn đi, ăn vô là thấy đỡ lắm đó. Harry nhận miếng sô-cô-la nhưng không ăn. Nó hỏi giáo sư Lupin. Cái đó là cái gì vậy thầy? Giáo sư Lupin phân phát tiếp sô-cô-la cho những người khác thản nhiên trả lời một giám ngục, một trong những giám ngục akaban. Mọi người tròn mắt nhìn sẵn giáo sư, ông dò miếng giấy gói sô cô la lại rồi nhét nó vô túi áo, ông nhắc lại, "Ăn đi, ăn vô là thấy đỡ lắm. Tôi phải đi gặp người lái tàu một lát, xin lỗi nhé." Giáo sư sải bước ngang qua chỗ Harry rồi biến mất trong hành lang. Harmony nhìn Harry hết sức lo lắng, cô bé ân cần hỏi, "Bộ có chắc là bộ không sao chứ Harry?" Harry lau mồ hôi dẫn đổ hộp trên trán trên mặt mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra vậy ờ thì viên giám mục Akaba đó đứng đằng kia nhìn quanh tức là mình nghĩ hắn nhìn quanh chứ mình cũng không nhìn thấy mặt hắn còn bồ thì thì bồ nét mặt ron vẫn còn sợ sệt nó tiếp lời harmony mình nghĩ bồ bị xỉu hay bị làm sao ấy tự dưng bồ cứng nờ ra ngã lăn quay khỏi chỗ ngồi mặt mũi tay chân bắt đầu co giật Harmony nói tiếp, giáo sư Lupin bước qua mình bồ, đi tới trước mặt viên giám ngục Akaban, rút cây đũa phép của thầy ra. Thầy nói, không ai trong số chúng tôi ở đây giấu Sirius Black dưới lớp áo khoác đâu, đi đi. Nhưng viên giám ngục Akaban vẫn không hề nhúc nhích. Vì vậy giáo sư Lupin đọc rì rầm cái gì đó, một tia sáng bạc bắn ra từ đầu cây đũa phép của thầy, nhắm vô viên giám ngục Akaban, hắn mới chịu quay lui và biến đi cho. Neville nói giọng eo éo hơn bình thường. Thiệt là kinh khủng khiếp, mấy bồ có cảm thấy lạnh như thế nào không khi viên giám ngục Akaban bước vô đây? Ron nhúng dài một cách khó chịu. Mình cảm thấy hết sức quái đản, nhưng thể mình sẽ không bao giờ vui lên được nữa. Ginny từ nãy giờ vẫn co rúm ở một góc, trông thê thảm không thu gì Harry, bây giờ mới đã bật ra tiếng thổn thức. Harmony vội đi tới bên cạnh cô bé, vòng tay ôm lấy Ginny an ủi vội về. Harry vẫn thắc mắc, dáng điệu lúng túng hết sức. Nhưng có ai trong số các bạn té ngã xuống sàn không? Ron lại nhìn Harry lo lắng. Không, nhưng Ginny thì run như điên ấy. Harry không thể hiểu nổi, nó cảm thấy nó cũng run rẩy yếu ớt như thể nó vừa qua một cơn sốt cúm tệ hại. Nó cũng bắt đầu cảm thấy ngượng, không ai bị sao hết trong khi nó lại ra nông nổi thảm hại như vậy. Giáo sư Lupin trở lại, ông dừng một chút khi bước vào trong toa tàu nhìn quanh rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói Các trò biết mà tôi đâu có tẩm thuốc độc trong sô-cô-la Harry bèn cắn một miếng sô-cô-la và nó kinh ngạc thấy cơ thể lập tức ấm lên hơi ấm lan ra đến từng đầu ngón tay ngón chân Giáo sư Lupin nói Chúng ta sẽ đến trường Hogwarts trong vòng 10 phút nữa Trò có sao không Harry? Harry không hỏi làm sao mà giáo sư Lupin biết được tên nó Nó ngượng ngùng đáp đi nhí dạ con khỏe trong suốt chặng đường ngắn còn lại không ai nói chuyện gì nữa cuối cùng khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hotspet một cảnh hỗn loạn táo tác diễn ra cú rút rít in tai mèo ngao nhức óc và dưới cái nón của Neville là con cóc của nó cũng bắt đầu kêu ộp ộp trên sân ga nhỏ trời lạnh buốt mưa vẫn đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá học sinh năm thứ nhất đi theo lối này Nghe giọng nói quen thuộc ấy, Harry, Ron và Hermione cùng quay đầu nhìn lại và nhìn thấy hình dáng đồ sộ của lão Harry đứng ở tuốt đầu kia của sân ga. Lão đang ra hiệu và hướng dẫn mấy đứa lính mới tò te, mặt mày hãi sợ của năm thứ nhất đi tiếp hành trình truyền thống bằng ngàn qua mặt hồ. Lão gào qua đầu đám đông. Ba đứa bay khỏe hết hả? Cả ba đứa giơ tay vẫy chào lão Harry, nhưng chúng chẳng thể có cơ hội nào để nói chuyện gì với lão cả vì đám đông chung quanh tụi nó cứ ép đẩy tụi nó tiến dọc theo sân ga. Cùng với tất cả học sinh còn lại của trường Hogwarts, Harry, Ron và Hermione bước ra một con đường lầy lội, nơi có ít nhất hàng trăm cỗ xe đang đậu sẵn, chờ đưa đám học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài. Harry đoán là mỗi cỗ xe được kéo bằng một con ngựa vô hình, bởi vì khi tụi nó đã trèo lên xe và ăn vị thì cỗ xe tự chạy, lắc lư, giăng sóc suốt đoạn đường Cổ xe thoang thoảng mùi mốc và rơm rạ. Từ khi ăn miếng sô-cô-la, Harry cảm thấy khá hơn nhưng vẫn còn bần thần yếu ớt. Ron và Hermione đi bên cạnh vẫn luôn để mắt canh chừng nó như sợ nó lại lăn đùng ra một lần nữa. Cổ xe khấp khẩn tiến về phía đôi cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy. Hai bên có hai cục đá mà trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh Harry cũng nhìn thấy thêm hai viên giám ngục Akaban cao leo nghêu và trùm đầu kính mít đứng gác ở hai bên. Một cơn ớn lạnh hăm he nuốt chửng nó lần nữa. Nó giữ lưng vào cái lưng ghế gồ ghề và nhắm mắt lại cho đến khi cổ xe qua khỏi cánh cổng. Giờ thì con đường đổ dốc dài dài về phía tòa lâu đài nên cổ xe chạy cũng nhanh hơn. Harmony đang chồm qua cửa sổ nhỏ của cổ xe để ngắm nhìn những tháp canh và tháp ký túc xá đang hiện ra lớn dần, rõ dần, Cuối cùng cổ xe dừng lại, Ron và Harmony nhảy ra khỏi xe. Khi Harry đặt chân xuống đất, nó nghe bên tai một giọng nói nhừa nhựa với âm sắc hí hửng. Mày xỉu hả Potter? Thằng Neville nói có đúng không? Mày thiệt tình xỉu hả? Manfoy thúc cùi chỏ chen qua mặt Harmony để chặn đường Harry trước khi nó bước lên được mấy bậc thềm đá của tòa lâu đài. Mặt Manfoy hí ha hí hửng và đôi mắt nó thì long lên sự gian xảo ác độc Hai hàm răng của Harry nghiến chặt Tránh đường Manfoy Manfoy nói lớn Mày có xỉu theo nó không Ron Viên giám ngục Akaban và khú Nghe tầm ấy có làm cho mày té đái Trong quần không hạ Weasley Có chuyện rắc rối gì đó Giọng nói nhẹ nhàng của giáo sư Lupin vang lên khi ông bước xuống Từ một cổ xe vừa chạy đến Manfoy ném một cái nhìn sắc láo Vào giáo sư Lupin Cùng với bộ áo chùng giá biếu như áo cái bàn Và cái vali cũ sần te tua của ông Manfoy nói giọng đượm một chút châm chọc Ồ thưa giáo sư không có gì Rồi nó nhé mắt cười khinh khỉnh với Grabber và Goy Dẫn hai đứa nó lên bậc thang vô tòa lâu đài Harmony thúc vô lưng Ron để hối nó đi mô lên Cả ba đứa chẳng mấy chốc quà vô trong đám học sinh đông đúc Kéo đàn kéo lũ lên các bậc thềm Bước qua cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi đi vào tiền sảnh có hình cái hang Được những ngọn đuốc cháy bập bùng thắp sáng rực cuối hành lang này là những bậc thang cẩm thạch dẫn lên các tầng lầu. Bên phải hành lang tiền sảnh là cánh cửa vào đại sảnh đường đang mở rộng. Harry bưng theo đám đông đi về phía đó, nhưng nó chưa kịp ngắm nghía cái trần đại sảnh đường được phù phép thành bầu trời. Một bầu trời đen thui đầy mây vào tối hôm đó, thì nó nghe tiếng gọi. Harry, Harmony, cả hai trò lại đây, cô cần gặp. Harry và Harmony quay đầu lại, hết sức ngạc nhiên. Giáo sư McGonagall cô giáo dạy môn biến Gia la chủ nhiệm của nhà Grinfindor Đang nhóm gọi hai đứa nó qua những cái đầu lúc nhúc trong đám đông. Giáo sư McGonagall là một bà giáo nghiêm trang đứng đắn để tóc dài búi lại thành một búi tó chặt chẽ và đôi mắt sáng của bà đóng khuôn trong một cặp mắt kiến hình vuông. Harry chàng lấn mở đường đi về phía cô giáo chủ nhiệm với linh tính về điềm chẳng lành Giáo sư McGonagall luôn có cái cách khiến cho Harry cảm thấy ắt hẳn là nó đã làm điều gì sai trái. Nhưng giáo sư bảo, các con không cần lo lắng quá như vậy. Cô chỉ có vài lời muốn nói với các con trong văn phòng của cô. Con cứ đi tới đi, Ron. Ron trợn mắt ngó theo giáo sư McGonagall dẫn đường cho Harry và Hermione đi tắt ra đám đông đang ríu rít trò chuyện om sòm. Cả hai đứa đi theo giáo sư McGonagall băng ngang qua tiền sảnh lên cầu thang cẩm thạch và đi dọc theo một hành lang. Khi tất cả đã vào trong văn phòng giáo sư Mark McGonagall, một căn phòng nhỏ nhưng có một cái lò sưởi to rất ấm áp chào đón. Giáo sư ra dấu cho Harry và Hermione ngồi xuống. Bà cũng ngồi xuống sau cái bàn giấy và bắt đầu nói ngay. Giáo sư Lupin đã gửi cứu tới trước báo rằng con bị bệnh trên tàu lửa, phải không Harry? Nhưng Harry chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa và bà bomfrey y sĩ của trường đã hối hả lao vô phòng harry cảm thấy ngượng đỏ mặt thiệt không còn gì tệ hơn được khi mà nhất cử nhất động của nó đều bị trông chừng mới xỉu một cái mà đã phát sinh chuyện ồn ào như vậy nó nói con khỏe mà con không cần gì hết bà bomfrey không đếm xỉa gì đến điều harry nói vừa thấy harry bà đã kêu lên ủa là trò đó hả rồi bà cúi xuống thật sát harry chăm chú nhìn nó bà nói Tôi chắc là trò lại làm một chuyện nguy hiểm gì đó nữa phải không? Giáo sư Makunagol đỡ lời Chỉ tại viên giám ngục Akaban thôi, Papi à Cả hai người đàn bà trao đổi với nhau một cái nhìn bí ẩn Bà Pomfrey tặc lưỡi ra vẻ không hài lòng Trường học gì mà đầy giám ngục Akaban như thế chứ? Bà dạch tóc Harry lên và rờ trán nó Trò này sẽ không phải là đứa đầu tiên ngất xỉu đâu Ừ, nó đổ mồ hôi lạnh toàn thân rồi đây bọn giám ngục thật là dễ sợ và cái hậu quả mà họ gây ra cho những người vốn đã mong manh. Harry cãi ngang, còn đâu có mong manh. Dĩ nhiên trò thì không rồi. Bà Bomfrey bắt mạch Harry, lơ đảng nói xuôi theo nó. Giáo sư McGonagall hỏi bằng giọng cả quyết. Tình trạng trò này ra sao? Có cần nghỉ ngơi trên giường không? Hay là có lẽ để trò ấy nằm lại trong bình thất đêm nay? Harry nhảy dựng lên, con khỏe mà. Chỉ nghĩ đến những gì Manfoy sẽ rêu rao ầm lên về chuyện nó phạm vô bệnh thất nằm cũng đủ khiến cho Harry điêu đứng. Bà Pomfrey lúc này đang xăm soi tới đôi mắt của Harry bà nói Chà, ít nhất trò cũng cần tới vài miếng sô-cô-la. Harry nói ngay, con ăn rồi, giáo sư Lupin đã cho con một miếng, thầy phát cho tất cả tụi con mỗi đứa một miếng. Bà Pomfrey tọa giải tán thành, ổng cho rồi hả? Vậy là rốt cuộc chúng ta cũng có được một ông thầy phòng chống nghệ thuật hắc ám biết sơ cứu trị liệu. Giáo sư McGonagall vẫn sắc giọng hỏi lại, con có chắc là con cảm thấy khỏe không, Harry? Harry đáp, thưa cô, khỏe. Vậy thì tốt, con vui lòng đứng đợi bên ngoài một lát trong khi cô nói đôi lời với Harmony về thời khóa biểu học tập của trò ấy, sau đó chúng ta sẽ cùng đi xuống lầu để ăn tiệc. Harry bước ra hành lang với bà Pomfrey. bà vừa lâm bâm lâu bâu, vừa đi về bệnh thất. Harry chỉ phải chờ đợi trong vài phút, Harmony thò đầu ra khỏi phòng, mặt mày cơ bộ phấn khởi lắm về một điều gì đó. Bước ra sau Harmony là giáo sư McGonagall. Cả ba người cùng đi xuống cầu thang cảm thạch để vào đại sảnh đường. Trong đại sảnh đường bây giờ là một biển những cái nón đen chóp nhọn của học sinh phù thủy. Bàn dài nhà nào ngồi chờ học sinh nhà nấy, mặt mũi đứa nào cũng sáng rỡ trong ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến lơ lửng lướt trên không trung. Giáo sư Flickwick vị giáo sư phù thủy nhỏ thó có mái tóc bạc rối nùi đang cầm cái nón cổ lộ sĩ và cái ghế ba chân bước ra khỏi đại sảnh đường harmony kêu lên nhỏ nhỏ nhưng đầy nuối tiếc ôi tụi mình trẻ mất buổi lễ phân loại rồi đám học sinh mới vừa được phân về các ký túc xá sau nghi thức đội nón phân loại đang hò hét tên nhà mới thích hợp với mình nhất Grinfindor, Ravenclaw, Hufflepuff hoặc thậm chí là Slytherin Giáo sư McGonagall sải bước đến cái ghế trống của bà ở bàn dành cho giáo viên. Harry và Hermione thì đi về hướng ngược lại, về phía bàn của nhà Gryffindor, cố gắng hết sức bước đi thật êm. Vậy mà thiên hạ cũng ngoái đầu lại nhìn hai đứa nó lặng lặng đi vòng phía sau sảnh đường, có vài người lại còn chỉ chỏ Harry nữa chứ. Chẳng lẽ câu chuyện nó lăn đùng ra xỉu trước mặt viên giám ngục Akaban đã lan truyền nhanh chóng như vậy? Harry và Hermione ngồi xuống hai cái ghế mà Ron đã xí chỗ bên cạnh nó. Ron thì thào hỏi Harry. Dù gì vậy? Harry bắt đầu giải thích bằng giọng thì thầm, nhưng đúng lúc đó thầy hiệu trưởng đứng dậy đọc diễn gian khai trường nên nó ngừng lại để nghe. Giáo sư Dumbledore mặc dù đã rất cao tuổi, vẫn luôn luôn tạo được ấn tượng đặc biệt về năng lực vĩ đại của cụ. Mái tóc và bộ râu của cụ dài cả thước, đôi mắt xanh sáng của cụ luôn lấp lánh sau cặp kính hình nửa dành trăng, cởi trên một cái sống mũi quàm hết chỗ nói. Cụ được coi như vị phù thủy vĩ đại nhất của thời đại, nhưng Harry kính trọng cụ Dumbledore không phải vì điều đó. Ai đã từng tiếp xúc với cụ Dumbledore đều không thể không đặt lòng tin cậy nơi cụ. Khi Harry nhìn cụ tươi cười rạng rỡ giữa đám học sinh Hogwarts, nó cảm thấy yên tâm lại. Lần đầu tiên kể từ khi chạm trán viên giám ngục Akaban trên đoàn tàu tốc hành Hogwarts, Cụ Dumbledore nói Quan nghênh tất cả các con đã từ trường Ánh nến lung linh trên chòm râu bạc của cụ Chúc mừng các con vào một niên học mới nữa ở Hogwarts Tôi có vài điều muốn nói với tất cả mọi người ở đây Và bởi vì một trong những điều đó rất nghiêm trọng Nên tôi nghĩ tốt nhất là nên nói phức ra ngay bây giờ Trước khi các con no nê mù mẫm đi Vì bữa tiệc lên đình tuyệt của mèo của chúng ta Cụ Dumbledore tặng hắn lấy giọng nói tiếp như tất cả các con đều biết qua vụ kiểm soát trên tàu tốc hành Hogwarts, trường của chúng ta hiện nay đang có những vị khách là các viên giám ngục Akaban, những người đến đây để làm nhiệm vụ do bộ pháp thuật giao phó. Cụ Dumbledore ngừng nói, Harry sực nhớ lại ông Weasley từng nói, cụ Dumbledore không hài lòng chút nào chuyện đón tiếp các viên giám ngục Akaban đến trường Hogwarts. Cụ Dumbledore nói tiếp, Họ sẽ đặt trạm canh gác ở mỗi cổng ra của nhà trường, trong thời gian các viên giám ngục Akaban ấy lâu lại trường chúng ta, tôi muốn nói rõ rằng không ai được ra khỏi trường mà không có sự cho phép. Các con đừng hòng đánh lừa hay qua mặt các viên giám ngục Akaban bằng quỷ kế hay cải trang, thậm chí quát áo tăng hình đi nữa. Harry và Ron đưa mắt nhìn nhau, cụ Dumbledore ôn tồn nói tiếp. Các viên giám ngục Akaban về bản chất không bao giờ thấu hiểu những lời xin xỏ hay biện cớ. Vì vậy tôi phải khuyên bảo từng người trong mọi người ngồi đây là đừng tạo ra cái cớ gì để bị họ làm hại. Tôi trông cậy vào các huynh trưởng và các tân thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh. Hãy làm hết sức để bảo đảm rằng không một học sinh nào có chuyện gia chạm với các viên giám ngục Akaban. Ngồi cách Harry về ghế trên cùng chiếc bàn dài của nhà Gryffindor là anh chàng tân thủ lĩnh nam sinh Percy. Anh ưỡn ngực ra và đảo mắt nhìn quanh một cách thật là ngầu. Cụ Dumbledore lại ngừng nói, nhìn quanh sảnh đường một cách nghiêm nghị, đến nỗi không ai dám cục cửa hay gây ra tiếng động nhỏ nào. Cụ nói tiếp, Có một thông báo khác vui vẻ hơn. Tôi sung sướng chào mừng hai giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta. Người thứ nhất là giáo sư Lupin, người đã hào hiệp đồng ý lập chỗ trống ở bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, nghe không có vẻ nồng nhiệt lắm, chỉ mấy đứa học trò đã được đi chung một toa xe lửa với giáo sư Lupin mới hăng hái một vỗ tay thật to, trong số đó có Harry. Ngồi bên cạnh các giáo sư khác diện bộ áo chuồng bảnh bao nhất của họ, giáo sư Lupin trông có vẻ cực kỳ nhếch nhác lôi thôi. Ron nói nhỏ bên tai Harry, ngó thầy Snap kìa. Thầy Snap, giáo viên của môn độc dược, đang ngồi ở bàn giáo sư trừng mắt ngó giáo sư Lupin. Ai cũng biết là thầy Snap chầm hâm chức vụ giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nhưng ngay cả đứa ghét thầy nhất là Harry cũng phải ngạc nhiên trước bộ mặt gầy gầy, vàng bụng của thầy Snap đang rúm rớ cả lại khi nhìn giáo sư Lupin. Đó không còn là sự tức giận nữa, đó là sự căm ghét. Harry biết quá rõ cái nét mặt đó, bởi vì chính nó từng nhiều fan bị thầy Snap nhìn với cái vẻ mặt như vậy rồi. Cụ Dumbledore nói tiếp sau khi tiếng vỗ tay rời rạc chào mừng giáo sư Lupin chấm dứt việc chỉ định vào chức vụ giáo viên thứ hai trong niên học này là vâng tôi rất tiếc thông báo cho các con biết là giáo sư Kettleburn, giáo sư môn chăm sóc sinh vật quyền bí đã về hưu vào cuối niên học vừa rồi để có nhiều thời gian chăm sóc các chi còn lại của ông tuy nhiên tôi vui mừng thông báo là vị trí của giáo sư Kettleburn được thay thế bằng chính ông robert harris Ngươi đã đồng ý nhận thêm nhiệm vụ mới này bên cạnh nhiệm vụ giữ khóa trường Hogwarts của chúng ta. Cả ba đứa, Harry, Ron và Hermione sửng sốt nhìn nhau. Lập tức sau đó, chúng vỗ tay như điên, phụ quả với tràng vỗ tay đặc biệt ẩm ý trong đám nhà Gryffindor. Harry chồm tới trước nhìn lão Harry cho rõ. Lão đang đỏ bừng mặt như vừa uống hết một thùng tô nô rượu. Hai mắt ngượng ngùng nhìn xuống hai bàn tay to bè của mình. Chắc chắn là lão khoái lắm, nhưng nụ cười tuyết miệng của lão đã ấn khuất sau bộ râu đen xum xuê rậm rạp, che gần hết gương mặt. Ron vỗ lên mặt bàn vào. Lẽ ra tụi mình phải đoán ra trước chứ hả? Còn ai khác nữa trên đời này có thể bắt mình học với một cuốn sách cắn đớp lung tung kia chứ? Harry, Ron và Harmony là ba đứa ngừng vỗ tay sau cùng khi giáo sư Dumbledore lại tiếp tục nói. Tụi nó nhận thấy lão Harry chùi nước mắt bằng tấm khăn trải bàn. Xong, Tôi cho rằng nhiêu đó là tất cả chuyện quan trọng cần phải nói. Bây giờ hãy để bữa tiệc bắt đầu. Những cái dĩa bằng vàng và ly bằng vàng bày trước mặt mọi người bỗng để ấp thức ăn thức uống. Harry bỗng nhiên thấy đói bụng cồn cào, từ lấy cho mình mọi thứ đồ ăn mà nói giói tới gấp được và ăn đến khi no cành hông mới thôi. Bữa tiệc thiệt là ngon hết chỗ chê, toàn thể đại sảnh đường vang lên tiếng nói cười, tiếng nỉa muỗng chạm nhau canh cách, Tuy nhiên Harry, Ron và Hermione lại nôn nóng mong cho bữa tiệc chống tàn để tụi nó có cơ hội trò chuyện với lão Harry. Tụi nó biết đối với lão Harry, việc được phong làm thầy giáo thì có ý nghĩa trọng đại biết chừng nào. Lão Harry đã từng bị coi là phù thủy thiếu chất lượng. Lão đã bị đuổi ra khỏi trường Hogwarts khi mới học năm thứ ba, cách đây 50 năm, vì bị vu cho một cái tội mà lão không hề làm chính ba đứa Harry, Ron và Hermione đã góp phần thanh minh và trả lại danh dự cho lão Harry vào cuối niên học trước và mãi cũng đến lúc kết thúc khi miếng bánh bí cuối cùng biến khỏi những cái dĩ vàng. cụ Dumbledore nói đôi lời rằng đã tới giờ bọn trẻ đi ngủ. Bọn Harry, Ron và Hermione bèn tranh thủ cơ hội ngay lập tức, tụi nó chạy ùa tới bàn giáo viên. Hermione ré tướng lên, chúc mừng bác Harry. Lão Harris cầm cái khăn ăn của lão chùi gương mặt hồng hào sáng rỡ của mình, ngước nhìn ba đứa trẻ. Đó là nhờ ba đứa tụ bay, ba không thể nào mơ tưởng nổi, cụ Dumbledore quả thật là một người vĩ đại. Ngay khi giáo sư Kettleburn xin đủ với nghề gõ đầu trẻ rồi và xin về hưu, cụ Dumbledore lập tức đi thẳng tới cái tròi của bác. Bác từng ao ước biết bao công việc này. Cố gắng kềm chế tình cảm của mình, lão Harris vừa mặt vô tấm khăn ăn Giáo sư McGonagall bèn suy tụi nó đi về phòng ngủ. Harry, Ron và Harmony nhập vô đám học sinh nhà Gryffindor chạy lên chiếc cầu thang cẩm thạch. Và khi đi dọc hành lang, chúng bắt đầu nhận ra cơn mệt mỏi và buồn ngủ. Vậy mà vẫn còn mấy cái cầu thang phải leo tiếp, rồi mới đến cánh cửa bí mật để vào tháp Gryffindor. Tấm chân dung khổng lồ của bà béo trong bộ áo đầm hồng hỏi chúng. Mật khẩu. Từ phía sau đám học sinh Gryffindor, Percy to Chôm vô, cho vô đi, mật khẩu mới là trúng mến lớn. Neville trồng thiểu não ra mặt. Ôi cha mẹ ơi! Nhớ cho được một cái mật khẩu bao giờ cũng là việc vất vả dạ đối với Neville. Xuyên qua cái lỗ sau bức chân dung bà béo, cả bọn kéo vào phòng sinh hoạt chung. Nam nữ sinh chia nhau trèo lên những cái cầu thang riêng để về buồn ngủ. Harry leo lên cái cầu thang xoắn chông chênh, không nghĩ ngợi gì khác ngoài niềm vui tràn ngập tâm trí là nó lại được trở về ngôi trường thân yêu. Nó trở về với căn phòng ngủ hình tròn thân quen, có nằm cái giường văn mùng. Nó nhìn quanh căn phòng đó mà sung sướng với cảm giác thoải mái như đây chính là nhà mình.